cái lũ vô cho thằng Hoàng Duy Hùng nó lên, với lại như bà ông thằng Hoàng Duy Hùng hôm nay lên, nó bảo nó mạ lị ông Quang với lại ông bà Xuân. Nói thật cái câu chuyện như thế này ấy, thì là coi như là phải bà Xuân với lại bà Mai hoàn toàn có quyền lên đại sứ quán báo cáo với lại đại sứ quán về cái chuyện những công dân ở gọi là cũng người Việt như tôi mà bây giờ người ta về nước xong rồi là người ta lợi dụng cái chuyện nọ chuyện kia, hay là những công dân ở trong nước thóa mạ mạ lị tôi khi mà tôi phản ánh những cái việc làm sai trái mà coi như là không có bằng chứng, biện hộ như thằng Móng Lông thì được, nhưng vậy bây giờ vô cớ lên chửi tôi thóa mạ mạ lị tôi, cái này á sứ quán ở các cái nước ấy phải có trách nhiệm làm việc với lại cơ quan ở trong nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Mai với bà Xuân. Đừng đùa, bà Mai và bà Xuân hoàn toàn Đấy. có quyền lên trên trên đại sứ quán báo cáo này, tình hình tôi này, tôi về nước thế này, như thế này này, theo tinh thần nghị quyết thế này. Thì bây giờ ở trong nước có một cái đối tượng như thế này này, nó lên nó chửi tôi như thế này này, hoàn toàn có quyền báo cáo, thử xem. Đấy, Chính còn xác một điều là như thế, làm gì không có cái này quyền. nó nằm hoàn toàn Bây giờ trong, mà tôi đéo nó biết hoàn đâu toàn các bà là cai trong quản nội như thế hàm nào, của cái giữ cho nó làm tô. sao nhá. Các Đúng ông các rồi. bà cho nó về nhập cư, nó là một thằng chống cộng cực đoan khét tiếng rồi, nó đã có tội ác với nhân dân Việt Nam rồi, nó về nước Việt nó và nó được các ông các bà ký giấy cho nó, coi như là ký 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 visa cho nó cái visa để nó về nước rồi, bảo lãnh cho nó về rồi. Bây giờ nó về trong đấy nó đầu trêu những cái đám du thủ du thực, nó mạ lị nó xúc phạm đến tôi như thế này, mẹ hoàn toàn bà Mai với bà Xuân nên báo cáo với sứ quán bỏ mẹ đi, sợ cái gì mà mồm nó nói đưa cái câu nó nói vừa rồi này, nó nói ông Nguyễn Mạnh Quang với ông nọ kia tôi khinh với lại tự dưng chụp mũ cho tôi thế nọ thế kia, hoàn toàn có quyền phản ảnh chính ở trong đấy đây đây, tôi cũng là Việt kiều, ông cũng là Việt kiều, nó cũng là Việt kiều, thế bây giờ tôi không có lý do gì nó nói những cái chuyện sai về chính trị xã hội trong biết nước Việt Nam như thế, tôi cũng là một người yêu nước như nó, tôi phản ảnh những cái câu chuyện của nó, tôi không có một cái gì mạ lị mạt sát nó cả, mà tôi chỉ là phê phán những cái điều nó nói sai thôi. Còn trong cái câu chuyện này là cái câu chuyện chị em gái tôi nói, vì nó vu khống cho bà ấy, quen bà ấy 7 năm cho bà ấy làm Việt Tân, thế bây giờ nó về nó nói như này, các bà xử lý những cái trường hợp như thế nào, đề nghị các anh các chị báo cáo về ơi cho chính quyền ở trong nước để có cái biện pháp xử lý những người Việt kiều cậy cái thế nọ thế kia mà mạ lị tôi, quyền lợi của tôi với quyền lợi của nó là ngang nhau đấy, hoàn toàn có Bây quyền giờ làm những rõ câu chuyện ràng như rồi, bây giờ rõ ràng, hoàn bây giờ toàn báo có cáo và quyền chứng làm minh như nó là một hệ, chúng nó là một hệ thống, là một cái tổ chức, là một cái hệ thống để bảo vệ lẫn nhau và mạ lị xúc phạm Việt kiều, phải không? Mà một cái kẻ là cái nhân vật trung tâm với lại Thế còn được bây một giờ ông là bây giờ nguyên nó thứ chửi trưởng. chúng tôi, nó chửi chừa của anh em chúng tôi ra giả 3 năm nay về cái chuyện đánh phá nghị quyết 36, thì tôi hỏi bây giờ những người này đang nói tôi như thế này nó có đánh phá không? Mẹ các ông các bà nó phải trả lời tôi chứ không phải câu chuyện, mà cái câu chuyện này không phải liên quan đến cái chuyện nọ kia, mà cái câu chuyện này kể cả đang ở cái môi trường chống cộng cực đoan, nhưng mà cái giải quyết của vấn đề này nó lại như thế này vì nó đang ở trong cái nước Việt Nam, tôi ngày mai tôi cũng về, cái chuyện này chuyện nó hoàn toàn được. Bây giờ Còn thì nó có rõ một cái ràng rồi, bây giờ người hay là ta cái ở này ngoài, người ta bây giờ là như ví dụ như vợ chồng của cô Lý Thái Xuân rồi là cô Mai, bây giờ tôi rất sẵn sàng, bây giờ tôi chứng minh cho các vị được với đại sứ quán đấy, tôi chứng minh được là chúng nó có cả một cái đường dây, cả hệ thống, cả tổ chức, và nhân vật trung tâm của nó là luôn luôn có những cái luận điệu chống phá nhà nước, đánh phá vào nền tảng tư tưởng của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, nó hạ với ông Hồ Chí Minh đấy. Thế nhưng mà nó lại được một ông nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao là lấy cả sinh mạng chính trị ra để bảo lãnh cho nó, thế chúng tôi chỉ ra những cái sai trái của nó thì chúng tôi lại bị đe dọa, thế thì bây giờ tôi tin ai đấy, đơn giản thế thôi.
câu chuyện bên này nói như đúng rồi. Nói như đúng rồi, thế chẳng đúng rồi thế làm sao hả Duy Tâm? Chúng nó bây giờ chúng nó lên nó mạ lị người ta như thế đúng không? Là bản thân là ông Nguyễn Mạnh Quang, ông cụ Nguyễn Mạnh Quang với lại bà Lý Thái Xuân này, bà Mai này, có ai bảo lãnh cho bà được một cái vinh hạnh là một cái vị cán bộ cao cấp của ngoại giao bảo lãnh như thế không? À. Có không? Không có.